Ở đây, nước chủ nhà và FIFA quan tâm ít đến thời tiết, tập trung vào chất lượng bóng đá và màn trình diễn của cầu thủ trong trận khai mạc. New Zealand, đất nước yêu thích bóng bầu dục, với những điều vũ Haka đặc trưng đã nổi tiếng với All Blacks, Úc với truyền thống tổ chức các giải thể thao quốc tế, cũng rất háo hức với sự kiện này. Trước trận khai mạc, báo chí và các kênh truyền hình tại Auckland đều tạo sự chú ý đến trái bóng và giải đấu. Sân Eden Park chắc chắn sẽ trở thành điểm tỏa sáng khi mong đợi những bàn thắng, kịch tính và sự hứng khởi của khán giả. New Zealand đối đầu Na Uy, nhà vô địch World Cup nữ 1995 trong trận mở màn không dễ dàng. Dự đoán cho trận đấu này không lạc quan lắm, nhưng hy vọng vẫn đượm trong không khí.